Hình như mấy ông xem video của tôi mà không sub cho tôi thì phải. Sub cho tôi đi mấy ông. Ấy vô xin chào anh trở lại với kênh của mình. Thì mình sẽ chơi tiếp tựa game Outside Defense nha. Thì hôm nay mình sẽ gọi là chơi một cái đội hình mà không ai yêu cầu hết. Đó là đội hình mà những cái unit mà mình thấy là nó có cái hiệu ứng khá là đẹp trong cái game này này mà. Thì đại khái là mình chỉ lựa những unit 5 sao thôi. Mấy unit khác thì mình có thể là nó đẹp trong mắt bạn, nhưng mà trong mắt mình nó không có đẹp thì sao anh em. Nên là thôi, mong là anh em đừng bảo mình là con này đẹp con kia đẹp nha. Tại vì vẻ đẹp của người phụ nữ là nằm trong ánh mắt của kẻ si tình mà. Nên là thôi nha. Rồi ok, thì mình sẽ gọi là có một vài unit như sau. Thì đây, con lá sư này. Con lá sư này, nếu mà up max cấp anh em thì nó sẽ có cái hiệu ứng bay lên nhảy vòng tròn tròn lửa. Cũng ok lắm em, mình thì thích mấy cái lửa lửa lắm em. Nhất là lửa mà miễn phí á, nên là có lửa là mình chơi tắt này mà. Con này anh em, con này là đô đốc Fujitora. Thì nó có cái tuyệt chiêu thiên thạch nó khá là đẹp, cũng như là nó có cái cháy trọng lực á, khi mà tấn công nó đẹp anh em, nên là mình sẽ đem nó vô luôn. Con bà Yakuza này thì nó có cái tuyệt chiêu mà mưa kiếm em, hồng hồng đẹp cực anh em mà, mình thích cái này lắm. Rồi ngoài ra thì còn có con này nữa, con này là con Captain, con này là con Usopp anh em. Thì nó có cái gọi là cái khả năng bắn mấy cái tre nhìn nó ngẫu nhiên, với lại là có cây hoa nhìn nó khá là đẹp sặc sỡ và hấp dẫn anh em, nên là đem theo luôn. Con này thì nó lửa anh em, nên là mình đem theo. Rồi ok, cuối cùng là Bulma, đem theo để bút tiền. Rồi không nói nhiều nữa, hãy cùng xem là đội hình này nó đẹp nhưng mà nó có thể đi được sai không nhé. Bắt đầu thôi. Bạn cần mua Robux giá rẻ, nhanh chóng, uy tín, hãy đến ngay shop roblox.vn. Ngoài ra shop còn có các dịch vụ như vòng quay may mắn với giá trị giải thưởng lên đến 8k Robux. Bạn chơi game gà và bị họ anh em bạn bè mớm hành, hãy đến ngay dịch vụ kèo thôi tại shop roblox.vn. Shop roblox.vn sẽ có người hỗ trợ túc trực 24/24 để hỗ trợ bạn khi gặp vấn đề. Vào ngay để ủng hộ cho mình nha. Rồi nha anh em, bữa nay tôi sẽ lựa cái map nào đó nó nhìn nó củ chuối xíu anh em, là mình sẽ lựa cái map Fairy Tail nhé anh em. Bởi vì hay chơi cái map làng lá hoài sợ anh em bị ngợp trong mấy cái lá, bởi mình đổi map để chơi xíu anh em. Bữa nay qua gia đình phép thuật anh em, chơi cho nó hấp dẫn. Rồi thì ok, với cái đội hình này thì chúng ta sẽ có thể dùng Fujitora để thủ đầu, nhưng mà tốc đánh của Fujitora là 5, nên là nếu mà để trên đây á thì chắc chắn cái điều mà bị mấy con chạy nhanh lủng là cái điều hiển nhiên anh em ạ. Nên là mình sẽ không làm điều đó, mình sẽ đợi cho tụi nó, đại khái là cứ cho tụi nó lủng tới nhà đi, sớm mình đặt cái thủ cũng được. Ngay cái chỗ này là cái chỗ tụi nó giảm tốc nè, đặt ngay đây là có thể thủ được nè anh em. Nên là ok chuyển thôi, cứ đặt con Fujitora đây cái đi. Thì Fujitora lúc trước là một quân mà carry của mình nha anh em, nên là mình đã từng úp con Fujitora lên cấp 61, một cái cấp gọi là rất là tuyệt vời những cái unit luôn. Nhưng mà đối với những cái unit khác thì cấp 61 là cái lượng đam của nó phải hơn 100 rồi, còn Fujitora thì nó chỉ có 56 thôi anh em. Đại khái là những cái quân cũ thì bây giờ nó hơi lỗi thời xíu, điều đó phải chấp nhận thôi anh em. Rồi ok, thì đó, cái đó là cái vấn đề của Fujitora. Giờ thì chúng ta hãy cùng coi là nó thủ như thế nào á. Thì đương nhiên cái đội hình mà có cái đòn đánh đẹp thì chúng ta phải bật cái hiệu ứng lên cho anh em coi rồi. Ok, thì trận này video này chắc hơi chịu lắc xíu, nó giật lắc chứ không phải là do pin nha anh em. Cái này là sẽ do là cái cấu hình máy mà nó hơi yếu xíu, nhưng mà mình nghĩ chắc cũng chả sao đâu, tại vì do là cái map này rộng, mình sẽ rải đều đều ra xíu nên là hiệu ứng nó sẽ không có quá là nhiều đâu anh em. Rồi ok, thì ở cấp 1 Fujitora sẽ cho anh em nhớ lại đó, đó cái tuyệt chiêu nó là gì đó anh em. Nhìn cũng gọi là ổn áp phết chứ chả đùa. Chiều ghim vô cắm vô xong ở kia rớt xuống, ok là phết. Rồi ok, thì cái đó là cái vấn đề của Fujitora. Bây giờ mình cần đặt con Usopp ra để trên này để nó tăng được trận đấu lên anh em. Usopp thì nó có tốc bắn là 3,6, một cái tốc bắn khá là nhanh, nhưng mà bù lại thì chúng ta lại không có được cái rank quá là rộng, cũng như là lượng đam thì cũng gọi là OP đó, nhưng mà nói chung là cũng không bá lắm đâu, đại khái là vậy. Usopp thì mình không có đánh giá nó quá cao do là không có, mà nó bị mất cái khả năng mà thủ E từ cái cấp 4 nên là mình không đánh giá nó quá cao. Rồi bây giờ thì đặt con Usopp rồi thôi, để nó là lát nha anh em. Cấp sau của nó thì sẽ giúp cho chúng ta có được thêm 5 rank nè. Cái cấp này sẽ hỗ trợ chúng ta rất nhiều nè. Nó vừa cộng ta 5 rank mà nó vừa hỗ trợ chúng ta có thêm được cái khả năng mà gọi là thủ được mấy con pháo full, nên là mình sẽ dồn tiền để up cái cấp này lên. Ở dưới này thì quái có thể nhìn nó, anh em nhìn cái đàn quái này ba con với sáu con nhìn có vẻ nhiều như thôi, chứ sao vô Usopp vô con Fujitora lao hết anh em. Đừng sợ, không có được sợ anh em. Mà nếu như mà mình chiến đấu người khác mà mình sợ là mình đã thua ngay từ lúc ban đầu rồi, nên là không sợ. À, nhớ nha, nhớ nha. Rồi bây giờ thì up Usopp thôi anh em. Cộng 5 rank là một cái cấp khá là đủ ổn đó anh em. Cấp sau lại cộng nữa à. Để coi, cứ bình tĩnh anh em. Không có cái vấn đề mà farm nó cũng không có quan trọng lắm đâu anh em. Nói chung là nó cũng quan trọng nhưng mà nó không phải vội, anh em hiểu không? Nó không cần phải vội. Từ từ cũng được, không có cần mà phải gấp gáp. Rồi bây giờ thì coi tiếng dưới này sao cái đã.
có vẻ vẫn còn ổn ấy mà, nên là cứ up con này lên thêm cấp nữa, cộng 5 rank cho nó ổn ấy em. Tại nãy anh em thấy đó, cái lượng máu của mấy này bắt đầu trâu hơn cái lượng đam của con kia nè, 63 máu, 82 máu nè, trâu hơn con Fujitora rồi, nên là nếu mà để mà nó lủng á thì Fujitora của mình sẽ khá là thở oxy đó anh em, nên là chúng ta cần phải up một xíu. Con này là 50 năm mấy máu nè, rất nguy nè. Bây giờ up thêm cấp đi anh em, up thêm cấp cộng 2 rank thì nó sẽ giúp cho Fujitora nó có cái khả năng đánh kẻ thù từ trước. Rồi ok, vậy là ổn áp rồi đó anh em. Rồi thì bây giờ mình nghĩ là nên farm thôi anh em nhỉ, tại vì cái lượng đam cũng như là cái đội hình của chúng ta đã đủ ổn áp để thủ rồi, nên là không phải lo nữa. Cấp sau của Fujitora là cộng mấy rank, 3 rank một thời gian hồi chiêu, thì cái này là nó sẽ cho chúng ta là cái AOE toàn phần nè. Thì lúc trước á là cái này chỉ có 800 thôi nghe anh em, bây giờ lên 1500. Đó là một cái cách mà nớp Fujitora đó anh em. Lúc trước thì con Fujitora nó mạnh hơn mấy unit khác quá thì nớp, bây giờ thì nó đã yếu rồi mà cũng không trả lại cho anh ta cái sức mạnh lúc ban đầu nữa. Bảo game bùi anh em không tin. Rồi ok anh em, đây là cái hiệu ứng của Usopp nè, khá là đẹp chứ anh em, chả đùa, nó hồng 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 nữa, tím 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 chứ. Xin lỗi anh em nếu mình bị mất cái nhận thức về màu sắc nha anh em, nhưng mà tôi thấy là nó như là nó tím tím chứ không phải là hồng rồi phải. Nói chung cũng đẹp, đại khái là vậy. Tôi thích cái hồng hồng tím tím lắm. Nói chung là màu hồng màu tím là với tôi cũng như nhau hết. Rồi thì không nói nhiều nữa, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu farm nhé anh em, cũng như là sẽ cho Usopp mà nó thủ đây. Thì ok, tôi sẽ cố gắng lựa cái nhạc nào đó mới mẻ xíu cho anh em nghe. Anh em cứ đòi nhạc mới hoài. Ok, để tôi đi nay rảnh rỗi đi lựa nhạc xíu cho anh em. Hôm nay cũng giỗ tổ Hùng Dương, cũng được nghỉ mà phải đi ôn bài này mà. Rồi anh em ơi, vậy là chúng ta đã xong cái quay thứ 13 nhé anh em. Giờ qua quay 14 thì chúng ta đã có được cái lượng tiền để Okela để mình bắt đầu sắp xếp nè. Giờ thì mình sẽ thủ E bằng cái cách là up cái con Fujitora lên max cấp để sử dụng tuyệt chiêu nha anh em. Thì một tuyệt chiêu của Fujitora sẽ gây được 2k4 sát thương và ít 3 cái lượng đam của ông ta đó anh em, nên là sẽ thủ rất là ổn áp thôi, nên là không phải lo lắm. Thì nói chung là nếu mình chăm chỉ bấm thì cái lượng cái đàn quái E của cái đàn quái E thì mình có thể dọn được anh em à. Cái đàn quái E của quay 41 á mà hay tới quay 43 nó ra thì mình có khả năng dọn được anh em. Nhưng mà cái đó là nếu mình chăm anh em, thì mình không biết là mình có đủ chăm để mình giết mấy nó không. Nhưng mà ok, mình sẽ cố gắng. Thì bây giờ mình sẽ up cái con Usopp lên max cấp nha anh em. Đây, Usopp lên max cấp thì ở góc cuối mình thấy nó có cộng nó cộng thêm là 1,2 tốc đánh anh em, không biết là mình có bị ngáo không nữa, để mình up chậm chậm lên anh em. Đây. Con này thì để mình để lát nha anh em, để nó tấn công lên đây nè anh em. Usopp thì nó có cái rank rất là rộng và rất là phù hợp cho cái map này, tại cái map này cái đường á nó rất là dài anh em, và nó thẳng băng nữa, nên là nếu mà có Usopp thì chúng ta sẽ có được tối đa cái sát thương anh em. Nhưng mà cái lượng đam của Usopp thì nó không to lắm, rất là khoảng là hình như là 400 mấy ở cấp 1 á, mà mình không mình cũng là lười tính nữa anh em. Nè, úp nè. Này trừ 0,3 nè và cái cấp nãy nè. Úp lên nè, cộng 0,6. Hả? Đó là cộng chứ không trừ, cộng là tệ nha anh em. Em nhớ nha, cộng tốc đánh là dở nha, trừ tốc đánh mới mạnh. Đó, bây giờ úp nè. Đấy, cộng thêm 7 rank nữa, cấp cuối thì cộng thêm 1,2 nữa, khá là tệ anh em à. Cái lượng đam thì nó cũng gọi là nhiều đó, nhưng mà thôi, nói chung là úp thôi, tại cộng 20 rank là rất là tốt anh em à. Nên là cứ úp thôi. Rồi, đó là cái vấn đề chết mẹ không? Nãy để mang quái nữa. Chàng vô. Đây, úp max cấp thôi, gọn gàng. Fujitora là tuyệt chiêu nữa. Phát một gọn gàng hết. Đây là cái kỹ năng của Fujitora này anh em, nhìn rất là đẹp đó chứ nhỉ. Tôi thấy đẹp, anh em không biết sao, anh em thấy sao chứ tôi thấy là khá là đẹp, chả đùa. Usopp thì nó bắn em mấy cái cây tre nhìn nó cũng đẹp. Nhớ nhìn cây tre này tôi lại nhớ tới nhà văn thép mới anh em à. Ông đó là lúc trước củ hành tôi khá là nhiều anh em, không biết là ông ta anh ông như anh ta viết cái bài cây tre Việt Nam đó. nhớ là vậy, không biết phải không nữa. Nói chung anh em nào lớp bé mà có học tới nhà văn thép mới nhớ comment cho tôi nhớ nha. Tôi không phải gì đâu, tôi đôi khi tôi hay quên, nhưng mà tôi nhìn cái tre tôi nhớ tới ông thép mới liền, cái đó là giống như nó đã in sâu trong cái tiềm thức của tôi đó anh em ạ. Rồi giờ thì chúng ta sẽ úp thêm con này nha anh em. Đây, úp thêm con Usopp này. Usopp này chúng ta sẽ đợi first để nó tấn công theo cái đường thẳng này. Nói chung là nó tấn công được nhiều, nó tấn công đó đại khái là vậy. Giờ thì chúng ta sẽ úp thêm một con này. Đây,
Usopp thì cái này nó rộng nên chúng ta sẽ cố gắng phát huy được hết cái mà sức mạnh của nó. Đấy. Cái này thấy nó cũng ít ngắn anh em ạ. Thôi để con ngay đây nữa ngon hơn em. Để con ngay đây nữa. Đấy, nó ngon hơn. Rồi hai con này chúng ta sẽ úp nó lên. Con này chúng ta sẽ để lát. Con này cũng để lát luôn. Đấy, cái này á thì nếu mà mình xài cái con gì? Con Mai Hót anh em thì nguyên cái đoạn đường này bắn rất là đã luôn anh em, nhưng mà cái lượng đam gây ra ở trong cái map này thì nó rất là bị tù, do là nếu mà anh em đi tới Infinity cái map này á thì không có tìm được cái điểm trung tâm để chúng ta đặt con Death Note anh em. Có lẽ là chúng ta phải chấp Death Note thì nó không hay lắm. Thì tôi thấy là tôi mới coi một cái video của ông kia thì đánh ông đánh Infinity ông chấp Death Note anh em, nhìn hay ho phết luôn á. Phải nói là như vậy, khi mà tới cuối cùng á ông ta mới sử dụng con Death Note để farm đam thôi, tăng được thêm đâu mấy trăm triệu đam thì cũng hay chứ, mà tôi không biết là tôi làm hay không nữa, tại cái đi hai người mà tôi cả này ít đi tôi ngán đi đôi lắm em, đi gọi là đi mình nó nhanh hơn em. Ta có câu là muốn đi nhanh thì đi một mình, còn mà muốn đi gọi là đi đi xa thì phải đi cùng nhau. Tôi muốn đi nhanh không muốn đi xa anh em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tới con bầy Yakuza nghe anh em. Bầy Yakuza này thì cái hoạt ảnh nó khá là đẹp em, nó ngay từ cái cấp 1 luôn là cái hoạt ảnh nó rất là đẹp, mà bị cái là 7 giây đánh lận em, tù vờ lờ luôn, mà không sao, 7 giây đánh lần hiệu ứng đẹp là hiệu ứng đẹp, hai chuyện nó khác nhau anh em. Giờ anh em hãy nhớ up max cấp của bầy Yakuza thì nó sẽ có được cái AoE toàn phần nhé, điều này rất là đáng lưu ý luôn. Và up lên max cấp thì nó cũng trừ tốc đánh rất là ổn áp luôn em. Đó thì chiêu nó nè, vừa kiếm rớt xuống nhìn đẹp cực anh em ạ. Cái này nếu mà anh em up max cấp thì cái lượng đam nó tôi nghĩ là sẽ trên 1200 nhé anh em nào up max cấp thì nhớ đã là comment thử là tôi đoán có đúng hay không nhé. Cái sự tính toán tôi nghĩ là đúng anh em ạ, nhưng mà tôi không có dám mà ôi tối chứ. Vậy là chúng ta phải đặt nó xích lên đây xíu, đó xích lên đây xíu nữa để cho nó tối đa sát thương anh em. Đại khái là vậy, chúng ta phải làm sao để cái con lính của mình nó tối đa là cái sát thương anh em. Đó ngay đây nó sẽ tụ rất là ổn áp luôn. Bây giờ chúng ta sẽ tụ một đàn bầy Yakuza ở đây nha anh em, tại vì đặt trên đó là cho anh em coi nó có cái hiệu ứng hoa đào cái gì, không phải hoa nữa, hiệu ứng này là hiệu ứng mà nó chịu hồi kiếm rớt xuống nè anh em. À thì hình như là không phải hiệu ứng hoa, tôi sợ tôi nói sai anh em rồi, nói tôi chết nữa, tôi sợ lắm anh em, nghe đợi bắt bẻ tôi không đóng góp ý kiến cái video tôi không được gì hết, toàn bắt bẻ tôi, đôi khi tôi cũng buồn. Rồi bắt đầu đặt tiếp thôi, tiếp tục thôi. Cái vấn đề kiếm nhạc anh em phải hiểu là không phải kiếm nhạc dễ đâu anh em ạ. Tôi nhạc tôi lựa cho anh em là nó phải nghe thuận tai tôi là cái thứ nhất nè, tại tôi cái nhạc mà tôi lựa mà tôi nghe cũng được rồi sao mà tôi để anh em nghe được đúng không, cái đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là nhạc nó phải không bản quyền, không bản quyền thì lên là sẽ ép nghe là được chứ gì. Giờ hôm nay tôi gắn với cái nhạc của anh NTN Vlog vô video nó là chiến quá, tôi không dám. Đôi khi là cái lúc mà mình tôi nhanh á, tôi cũng rất là để mấy nhạc sung sung được, chứ mà mấy cái khúc mà tôi đang nói chuyện giống vậy nè mà để nhạc sung sung nó lại không hay lắm, nó ác cái tiếng của tôi nữa. Hồi nãy tôi ngồi tôi giếm gió tôi cũng lo đặt đội hình ra anh em, khổ quá. Rồi bắt đầu mình sẽ đặt cái đàn Fujitora ở đây nghe anh em, một cái đàn ngay đây. Đó, tôi không nhớ con Fujitora up max cấp nó bao nhiêu, nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ bao quá được cái cung này thôi, tôi chỉ đặt 7 con thôi anh em. Đấy, tôi chỉ đặt 7 con thôi, bởi vì tôi biết là tôi phải cầm một con theo anh em để tôi còn đi tạo sát thương nữa anh em. Đó, nên là chỉ đặt 7 con là một cái số lượng là đủ anh em. Đây là tôi đặt 6 con thôi, tại tôi cách tôi đánh bấm tay của tôi đủ nhanh để tôi bấm hai con này mà, nên là thôi, 6 con thôi. Đó, đặt lời vô trong xíu. Thì lại tôi thấy cái con này rank cũng rộng anh em, úp cấp nào cũng cộng rank hết, cũng khá là xịn. Úp tới đây thì tự nhiên đó. Rõ chứ, con này 32 rank cũng gọi là ổn áp phết một cái quân mà AoE toàn phần anh em. Nói chung là không bằng con Broly được, nhưng mà Broly nó thuộc dạng mà VIP Pro anh em, nên là không bằng được, thôi cũng được. Dạng mà tầm 32 rank thì cũng gọi là ổn áp rồi. Rồi, đây nữa, úp con này lên. Ổn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi coi thử cái tiếng trên nó thủ hay sao. Rồi, sau này là 7 con nữa rồi. Đây, con này chưa úp lên. Rồi, ok, vậy là xong rồi đó anh em. Vậy là còn thêm con Natsu nữa anh em. Natsu thì chắc anh em cũng nhớ cái hướng như thế nào rồi. Natsu thì up lên max cấp á, nó sẽ bay lượn một vòng khá là đẹp anh em. Đây, up lên max cấp cho anh em coi. Đấy, lượn lên vòng siêu. Nhìn cũng hay ho phết chứ chả đùa. Đấy. Nhưng mà nếu mà anh em chơi Natsu á, anh em nhớ một điều nha. Nếu mà để con Natsu này mà nó tấn công trước á, con Renoku á, thì cái lượng đam của hai đứa nó sẽ bị đần anh em. Em nên nhớ là nếu mà hiệu ứng lửa nó đốt rồi á, thì cái con kia mà đốt lửa lên á thì nó sẽ không tính nha anh em.
nó sẽ đốt theo 600-600 là hết, và khi hết 5 lần đốt á thì cái lần chém kia nó mới gọi là tạo cái sức thương lửa 1600 của con Renoku. Nó là ít khi nào mà sử dụng cái đội hình mà có nhiều con lửa lắm, nên là anh em kêu mình chơi đội hình phun lửa là cái đội hình nó rất là đần anh em, nên là mình không có chơi. Rồi thì đại khái là mình muốn cho anh em nhớ là con Natsu nó vậy thôi. Thì chúng ta sẽ bán Natsu đi, ta sẽ để cái tuyến này là cái dàn Renoku anh em. Rồi Renoku đứng lên đầu để cái lượng đam nó được hack một chút xíu anh em. Đây Renoku thì cái hiệu ứng nó như vậy nè anh em. Siêu. À cũng nhìn cũng đẹp mà anh em. Nhìn nó cũng lửa lửa phết, nhìn cũng hay ho mà. Tôi thấy Renoku là một trong những cái quân mà gọi là bị anh em gọi là đánh giá sức mạnh sai nhất luôn. Renoku là cái quân mà tôi thấy rất là mạnh luôn á. Nếu mà anh em sử dụng nó kỹ thì có thể gọi là sử dụng nó như carry cũng được, trả đùa búp nó kỹ lưỡng xíu là xài được hết cái gì. Nhưng mà hình như là dạng như anh em không có mà thích mà chơi cái kiểu mà mệt mệt gì, nên là anh em ít ai mà dùng con này để làm mà chủ lực trong đội hình lắm anh em. Mình thì thoải mái, dạng lúc trước mình cũng dùng mãi có đâu, bình thường mình là con nào cũng chơi tất đấy. Rồi bắt đầu chỉnh lát cho nghiệp thôi, gọn gàng đây cho nghiệp lúc con này lên. Con này phải đợi dưới này xíu anh em, ừ đợi dưới này xíu. À thì ok, chút mình sẽ sửa sao mình sẽ kéo cái hàng Renoku này ngay đây, cũng đồng thời là mình sẽ bắt đầu đặt mấy con Natsu ra để nó gọi tối đa sát thương đội hình nha anh em. Rồi không nói nhiều nữa, bắt đầu tôi nhanh tới trận đấu thôi, cũng như là mình sẽ bắt đầu gọi là đặt cái đội hình ra. Rồi nhạc lên. Rồi nghe anh em, vậy là chúng ta đã tới cái quay thứ 37 rồi, cái quay mà mình hay gọi là quay tử thần đó. Nhưng mà với cái đội hình này thì khá là nhiều unit mà mạnh mẽ, chẳng hạn như Renoku với Byakuya nè, nên là chắc là cái quay tử thần này cũng tuổi tôm thôi anh em. Rồi thì mình vẫn còn giữ một con Fujitora nghe anh em, thì mình sẽ đặt con Fujitora ngay đây để khi mà mình cảm thấy mà có gì đó bất ổn thì mình sẽ gọi là sử dụng tuyệt chiêu. Anh em thấy đó, cái thao tác tay của mình thì nó rất là nhanh anh em mà. Đấy, up lên, sử dụng tuyệt chiêu xong rồi sell, nó cái tốc đó, cái tuyệt chiêu của chung là cái giới hạn sát thương của mình là nó chỉ rơi vào khoảng là máy lắc thôi, chỉ có máy lắc thì mới ngăn cản mình gọi là ngưng cái hoạt động này được anh em. Đó thấy không, bấm cái rớt xuống sell, bấm cái rớt xuống sell, tiền mình đốt nghe cũng gọi là phiêu lãng luôn anh em, nhưng mà nghĩa là chắc cũng chả tới đâu đâu, đốt làm sao mà hết tiền được. Mỗi một quay mà nó qua là cái lượng tiền mình sẽ tăng rất nhiều, nó là không xoắn lắm. Đấy do là mình sử dụng tuyệt chiêu liên tục nè má, mình mỗi lần mình sử dụng là mấy con quái này nó sẽ mất rất là nhiều máu anh em, 2k máu chả đùa. Rồi Kalaner xuất hiện hả? Không sao anh em, hãy nhớ là cái lực lượng chúng ta rất mạnh này mà. Ủi rồi bỏ bu không, đặt up mát xong rồi sell á anh em, nó bị gọi là biến mất anh em, chắc là do cái nó hơi giật lắc xíu anh em, mà không sao, cái vấn đề là giật lắc nó cũng chả là vấn đề. Nó đi hơi sâu anh em mà, không sao không sao không sao, vì chúng ta vẫn còn Natsu mà anh em. Natsu là một cái quân mà có cái lượng đam gọi là cũng thuộc hàng khủng bố trong cái dàn carry đó anh em. Natsu là vẫn là một cái quân mà anh em có thể dùng để carry nghe anh em, lượng sát thương của nó với cái lượng đam đốt của nó là không thể nào mà gọi là chống đối được đâu anh em. Ui chưa có xài thiệt chiêu nữa sao anh em, giới hạn của mình nó còn bị gọi là bị cái độ quán gà nữa anh em. Đó cái lượng đam của chúng ta cũng có thể gọi là bị cái độ ngu độ quán gà làm giảm bớt nữa anh em. Bây giờ chúng ta sẽ giảm cái này xuống còn low nha anh em, tại tôi thấy là có vẻ như medium thì nó gọi là hơi nhiều anh em, lâu lâu có một hiệu ứng thôi chứ mà nhiều quá cũng không hay lắm. Đấy rồi có vẻ như quái nó đang gọi là cố gắng đi qua anh em, không sợ không sợ không sợ anh em, mình phải tin tưởng cái quân lực của anh em mình đó. Tại vì sao? Tại vì dưới này chúng ta vẫn còn một dàn Natsu nè anh em. Natsu nó sẽ đốt cái trên cái tuyến đường này rất là nhiều đam luôn, nên là không sợ lắm. Hiện tại chúng ta được 2.900.000 đam nha anh em.
để cho anh em biết cái lượng dam của một số đội hình khác là đội hình mà toàn nữ hay đội hình mà 4 sao anh em, thì cái lượng dam sẽ rơi vào khoảng là 6 triệu với cái combo Nezuko với Toga các anh em. Đại khái là Nezuko thôi. Nhưng mà cái đó là cái map làng lá, còn map này thì tôi không có chắc lắm bởi vì anh em biết rồi đó, cái map này thì đi nó hơi ngu xíu anh em. Cảm giác là như vậy. Nhưng mà nếu mà ở đây tới đây nếu mà anh em nào còn coi cho tôi biết nha, nếu như mà anh em nào cảm thấy thích đó, thì hãy comment cho tôi biết là mỗi một lần chơi tôi có nên gọi là đổi map hay không, hay là tôi nên spam map làng lá. Chứ tôi thấy là chơi map làng lá rồi tôi ngại sợ anh em chán á, nên là bữa nay tôi cũng cố tình đổi nè. Em nào mà coi tới đây làm ơn cho tôi biết nha, comment nhẹ xuống cái nói với tôi là share with me ai đoàn lại làng lá map, ai want to see different map này, hãy nói với tôi điều đấy. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu thôi, thoải mái thoải mái. Đấy đấy, quái đi tới đầu như sắp ra quái bài đó anh em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tin tưởng lực lượng của chúng ta nha. Nếu như mà mình thua, nếu mà mình gọi là mình thua mà bị ở dưới là do lực lượng của mình là không có chống chịu chống cự nổi. Nếu mà mình thua mà do quái bài là do cái thực lực mình không có đó. Ok nha, ok nha. Rồi bắt đầu quái bài xuất hiện anh em, bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu liên tục thôi để coi thực lực tới đâu, để coi thực lực tới đâu. Rồi 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 xong rồi đó, có vẻ thực lực không đủ rồi đó anh em. Mình thấy quái bài bài hơi bị phiêu luôn anh em, mà quái bài nó bài hơi bị phiêu luôn. Rồi úp 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 nè, sử dụng tuyệt chiêu nè. Đấy rồi bỏ bu rồi, đặt ra nó còn bị lắc nữa chứ, sử dụng tuyệt chiêu nè. Đấy úp lên úp lên úp lên úp lên, sử dụng tuyệt chiêu nè, sử dụng tuyệt chiêu, sử dụng tuyệt chiêu, sử dụng tuyệt chiêu, tuyệt chiêu, tuyệt chiêu và tuyệt chiêu. Ủa nó vẫn chưa chết nữa anh em, châu cực. Tuyệt chiêu, help me, help me làm ơn. Rồi úp, nó còn 19 ca máu ha, thở oxy rồi. 19 ca máu là sao mà đỡ nổi. Một tuyệt chiêu có 2k thôi nha anh em, một tuyệt chiêu của Fushitora là chỉ có 2k máu thôi nha anh em. Nãy mình xài cũng khá là nhiều lần rồi mà khó lòng nào mà chống cự nổi cái đàn gái này rồi. Do là cái map này chúng ta đi rất là dài nữa là mình đã gọi là có được cái khả năng mà bấm được nhiều như vậy anh em. Có vẻ như chúng ta nếu mà kép anh em, mình xài hai con thì chắc là xài được anh em. Nhưng mà do cái độ giật pin của máy mình, ôi con đó còn 12k máu, con này 10k, con này 25k máu. Rồi vậy chúng ta thua ở cái quay này nha anh em. Lại khá là đội hình này chơi khá là đẹp em. Anh em nào máy mà nó không có mà gọi là máy nó mạnh hơn mình. Ê mình được gần 10 triệu đam anh em. Lượng đam chúng ta rơi khoảng là 9 triệu 8 anh em. Nếu mà coi lại thì nó sẽ được 9 triệu 8. Thì đội hình này nhìn chung là có những cái khuôn mặt gọi là rất là mạnh mẽ trong cái làng carry anh em. Trong đó thì mình nghĩ là bờ Yakuza là một cái sự lựa chọn rất hợp lý. Ngoài ra thì có cái mà sự lựa chọn đã bị gọi là thất, gọi là anh em gọi là không có còn ưa chuộng nữa là con Natsu anh em. Mặc dù vậy thì mình muốn khẳng định với anh em là Natsu vẫn là một quân thủ rất tốt nha anh em. Anh em vẫn có thể dùng Natsu để carry như bình thường. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nhé. Cảm ơn anh em đã lựa chọn video mình trong hàng triệu video khác. Sự ủng hộ của anh em là tất cả những gì mà hỗ trợ cho mình rất nhiều đó. Rồi bây giờ thì bye.